mặc dù thói quen của người tiêu dùng đã thay đổi nhưng nhiều người vẫn có nhu cầu sử dụng tiền mặt đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp người dân nông thôn do đó các ngân hàng tại bình dương đã tổ chức điều hòa cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế nhất là trong dịp tết bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán hệ thống atm hoạt động ổn định an toàn thông suốt theo ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương, các ngân hàng luôn tăng cường bảo mật, song người dùng vẫn cần cảnh giác. Khi rút tiền tại máy ATM hay chuyển khoản trực tuyến, người dân cần thực hiện đúng yêu cầu về bảo mật như thường xuyên thay đổi mật khẩu, chọn rút tiền ở những khu vực an toàn, đông người qua lại, chọn mua sắm trực tuyến tại các trang web uy tín để tránh bị đánh cắp tài khoản khi thực hiện giao dịch.